Đó, mà người xem đi, nhà mình cũng có cái vườn vườn rau nho nhỏ, ở chính giữa có cây tắc đang hồi sinh là cây tắc đang hồi sinh từng ngày. Dưới này gì ta? Đó, lá lốt rất là xanh tươi. Đó, có gừng nè, có lá lốt nè. Ăn Mùng hoài, mùng tơi nữa chứ. À, mới cắt xong. tơi mùng Mới ăn xong cái lớp đó, cái bắt đầu qua lớp mới. Ngon vậy đó. Có chừng đun cho đằng sau. Đấy. Thấy chưa? Đẹp ghê chưa? Tắc có trái, tắc có trái đàng hoàng, rất là dân dã, rất là thiên nhiên, ở ngay giữa lòng Sài Gòn, thấy chưa? Tuyệt vời mà, tuyệt vời ông mặt trời. Tự xử luôn, tự hớt tóc luôn hả? Tự xử luôn. Khỏi dám ra ngoài đường. Rồi, nghe tiếng máy cắt tóc không? Chị mẹ bữa giờ mẹ ăn đồ ở nhà, mẹ chưa đi chợ bao, ba chưa chở mẹ đi chợ nên chưa mua, phải mua con keo rồi mua táo ăn được chứ. Cứ mua thì chạy ra chỗ có gì đó.
bị sĩ nó bán còn biết nó có bán một keo không, kêu ra ngoài thử coi. Mai chắc đi chợ, mai đi chợ. Mai đi. Mai mua keo cho nói rồi, mua táo đi ngâm kìa. Mai là thì coi mai đi chắc chắn rồi đó, chứ không tối nay mẹ chưa hứa đâu. Chiều có học trò thì đem xe ra ngoài sân. Quay hết rồi. Ngầu nghĩa chưa? Đó, còn chỗ này là chỗ của Lan. Chỗ của Lan làm việc. Laptop. Chỗ của Lan làm việc rất là đơn giản mà rất là hoành tráng.
đó sân nhà, sân nhà chút xíu để được mấy cái xe. Laptop. This laptop I am working all day. Thank you.
Tôi đi vào kia ngược khí. Bất kỳ ngô ra thăm. You want today? If you have made me, I love you. Okay. Becky, what are you doing? Hey, hey, look at me, look at me. What are you doing? Mm-hmm. Very handsome boy. Handsome boy.
còn nước mắt nữa.
Mm-hmm.